không có nhiều mình đang không khách hàng hỏi thì bây giờ em muốn hỏi anh là làm thế nào để nhiều người biết đến hơn. Rồi ok, hình như phần này lúc sáng anh đã nói rất kỹ rồi. Lúc sáng phần này anh nói rất là kỹ rồi. Nhưng mà vì bây giờ không có nhiều thời gian nữa, nhưng mà anh sẽ ghi nhận câu hỏi này nha. Về nhà anh sẽ trả lời cho em, được không ạ? Vâng, bởi vì là sáng nay anh đã nói phần này khá là kỹ rồi. Ví dụ anh còn lấy một cái ví dụ, cái câu chuyện là bán đồ lót, đúng không ạ? Nếu mà ngày nào bạn cứ đăng cái đồ lót lên thì tôi mà tuấn lại thì tôi sẽ trở thành người biến thái, đúng không ạ? Nhưng mà bạn đã viết một câu chuyện liên quan đến sản phẩm và liên quan đến khách hàng đấy thì chắc chắn là cái sự thú vị nó hơn rất nhiều, đúng không ạ? Thì anh sẽ trả lời sau. Vâng, mời chị. Xin chào các bạn, tôi là Hải Vân của Thường Kim Hoa Đăng Thái Bình. Thực ra là bạn Huế này là bạn ấy là rất là được nhiều người động viên cho nên hôm nay bạn ấy cũng cố gắng là đến đây để hỏi. Dạ vâng. Và cũng rất là giác, cũng chưa biết hỏi như thế nào. Vâng. Thế cho nên là mọi người cũng rất là thông cảm. Dạ vâng. Bản thân tôi thì thực ra mà nói là cũng là một người làm cho nghề y. Dạ. Cho nên là cái việc mà để giao tiếp với các bạn và để tư vấn cho những khách hàng ấy thì trước nhất là cái sản phẩm của mình. Tôi nói thật, nếu cái sản phẩm của mình bao giờ tôi cũng chăm sóc với khách hàng với một cái cách tư vấn của một người mình thì thúc. Dạ. Cho nên là tôi tìm hiểu, cũng là tìm hiểu với khách hàng chứ không bao giờ tôi giới thiệu sản phẩm của mình là tốt hay xấu, mà sẽ xem đối phương họ như thế nào, nhu cầu của họ cần dùng cái gì. Thế thứ hai nữa là tất cả những cái chương trình livestream thì chúng ta cũng rất là ít livestream, nhưng khi livestream bao giờ cũng có một kế hoạch viết tất cả cho lập trình ra và để chấp hành, để lần sau khi người ta trực tiếp nhìn mình livestream, người ta không biết mình là mình nhìn như hình thức là các trang ở trước mình viết đối tượng như thế nào và nói như thế nào đấy. Thế nên là đấy một cái kinh nghiệm của livestream của riêng tôi. Hai nữa là cái phần mà đấu giá ấy, thì đúng là bản thân tôi chưa bao giờ tôi làm, và hôm nay nhờ cái buổi hôm nay chắc chắn là tôi sẽ làm. Và trong một tháng doanh thu bán lẻ của tôi là 30-40 triệu một tháng của trang bom. Thế nên bây giờ mục đích của tôi là tôi sẽ kiếm nhiều tiền hơn nữa, đấy là một cái mục tiêu rất là chính. Ngoài cái nghề mà tôi đang làm là nghề y, nhưng mà vì một phần đầu tiên đến với trang bom không phải là vì kiếm tiền. Đầu tiên chỉ là mình muốn chăm sóc bản thân. Sau đó khi nó đam mê rồi ấy, thì lúc ấy mình nghĩ là tiền được bằng thích. Đấy, thì lúc ấy nghĩ tiền được bằng thích. Ngoài cái nghề mình đang làm và mình cũng muốn được kiếm được cái tiền, à mình khẳng định là mình cũng có duyên đã làm. Đấy, thế chứ những bạn ở đây, các bạn cùng kết bạn với tôi thì chắc chắn sẽ hiểu tôi nhiều hơn. Thế nên hai là con cũng rất biết bản thân tôi là một đại lý lẻ chứ không phải là đánh buôn. Nhưng từ một cái túi bóng mà để cho mình bán hàng tốt mà tất cả những khách hàng biết về mình ấy, bao giờ tôi cũng thiết kế một túi hàng riêng và có logo của công ty, có tên sản phẩm. Tôi cũng mong tất cả các bạn hôm nay là chia sẻ kinh nghiệm đấy để cho các bạn biết là mình bỏ ra 70.000 và 80.000 một cân túi bóng, nhưng một bạn này mua và bạn kia có thể là nhìn thấy số điện thoại của mình và nhìn thấy thương hiệu của mình, đấy cũng là một cái bán hàng rất rẻ của tôi. Thứ hai nữa là cái cát, không phải người nào người ta cũng là bác của mình đâu ạ. Phải nhìn cái người nào mà không giàu quá và không có nghèo quá, cái người mà người ta có cái xu hướng là chăm sóc bản thân thì lúc mình sẽ cho cát. Có thể là người ta tìm đến nhà, có thể tìm nơi làm việc và có thể là điện thoại. Đấy là một cái bán lẻ của tôi đấy. Để muốn đây là một hai nhân tiện, tức là tất cả các bạn đại gia đại lý ở đây cũng rất là nhiều người giỏi, nhưng người ta không nói ra và người ta chưa chia sẻ được, người chưa có cơ hội chia sẻ. Nhưng bản thân trong nhóm ba đấy chúng tôi thì cũng không nhiều, cũng có một số người thôi, nhưng mà cái kinh nghiệm ở trong nhóm ấy bao giờ chúng tôi cũng chia sẻ cho tôi. Mỗi tối vào có thể người ta gọi ở đấy là giao ban, bản thân chúng tôi làm nghề đi gọi là giao ban, thì nhóm người ta lập ra quy định là tối đến là phải giao ban mấy giờ, vào tất cả đội nhóm lay bạn nào vào những trường hợp như là khách hàng như thế nào, tư vấn làm sao, khách hàng có đồng ý mua hay không, tại sao phản hồi như thế này, lại đồng ý là tôi mua nhưng mà lại không mua nữa đấy. Thế những cái tâm tư của từng khách hàng, cách đại lý trong nhóm thì mình nói ra để xây dựng cho đội nhóm tốt hơn. Thế tại có một thời gian là nhóm hoa đang rất là nổi, nhưng mà một thời gian vừa rồi cũng trầm xuống vì do lý do là cái sinh hoạt đội nhóm nó thấp xuống. Thế tình cảm chị em lúc đấy gọi là đi xuống đấy. Thế nên bây giờ tôi mong là tất cả các team ở trong đây và cũng bản thân như hôm nay đi học về đi hoa đang đấy là cũng sẽ thành lập lại
tức là cái quy định của đội nhóm và cho về đấy, đấy là như là một cái quy định trong nhóm là tách ra để cho các đại lý làm theo. Đây là hôm nay sau buổi học của lần đầu tiên, cũng là lần đầu tiên đi học đài Anh thì cũng học ra được rất là nhiều điều để về là không phải là để mình là mình nổi tiếng, bởi vì mình là học về kiếm tiền, về dạy cho các chị em trong nhóm kiếm tiền. Vâng. Xin cảm ơn. Vâng, cảm ơn chị rất nhiều. Xin mời cho một tràng pháo tay. Vâng. Tôi thì tôi nghĩ thế này, chị không có lý do thì chị không kiếm được nhiều tiền cả. Chị là người có lợi thế nhất ở đây, không phải là những đại lý khác. Đúng không ạ? Chị có chuyên môn và bác sĩ, bởi vì khi bán hàng nó có hai yếu tố. Yếu tố thứ nhất là uy tín cá nhân. Và yếu tố thứ hai là chuyên môn. Đúng không ạ? Tôi có uy tín cá nhân nhưng tôi không phải là bác sĩ. Đấy, chị có uy tín chuyên môn rồi, chị chỉ cần làm uy tín cá nhân nữa là bán rất dễ. Và chị tiết lộ một con số là 30 triệu ấy, là tôi nghĩ sang năm chị gọi điện cho tôi bảo là bây giờ chị doanh số là 300 triệu rồi, được chưa ạ? Với thu nhập ấy của chị mà, chị không cần gì chị phải hạn chế cái thu nhập của mình như thế cả, đúng không ạ? Chúng tôi rất mong muốn các chị làm được như vậy. Vâng, một lần nữa thì xin được cảm ơn tất cả các đại lý, được chưa ạ? Vâng. Sau đây thì tôi xin mời chị Thu Trang lên trên sân khấu để nói lời cảm ơn tới tất cả các đại lý của mình và bốc thăm trao quà cho các đại lý. Sau đó thì phần tiếp theo sẽ là cái phần chúng ta sẽ trao chứng chỉ và chúng ta kết thúc cái buổi lễ và buổi hội thảo ngày hôm nay. Xin mời chị. Cuối buổi rồi. Trang Mon chỉ muốn nói một lời với mọi người thôi là Trang Mon rất cảm ơn mọi người đã có mặt trong ngày hôm nay, đồng hành với Trang Mon trong suốt thời gian vừa qua. Và cái hy vọng mong muốn nhất trong tháng sau đó là chúng ta bùng nổ doanh số và thu nhập chúng ta tăng gấp đôi, gấp ba so với hiện tại bây giờ. Còn bây giờ sẽ là một cái tiết mục mà công ty cùng với phối hợp với Thầy Vân Anh và công ty marketing của Thầy Vân Anh sẽ tổ chức bốc thăm trao quà cho các bạn có góp mặt trong ngày hôm nay. Đó là cuốn sách hướng dẫn và đào tạo của thầy cộng với phần quà là những sản phẩm của công ty Trang Bom. Mọi người có thích không ạ? Quá quà đúng không? Xin mời thầy Phan Anh giúp em chọn cho em 10 người. 10 người sẽ nhận 10 món quà trong ngày hôm nay. Ai giơ tay cao nhất nhỉ? Mười người đúng không? Mỗi bàn sẽ được một người một suất. Mời chị Vân. Mời Thủy nào. Cô gái có môi đỏ nhá. Xin mời bạn. Một, hai bạn. Bạn thứ ba xin mời chị. Chị Liên đúng không ạ? Và mời xoáy ca của chúng ta hôm nay, anh David. 10 người chuẩn. Tay bắt đầu dùng rồi. Mời Vinh Duyên này.
thank you.